Xin chào tất cả các bác đam mê nhé. Mọi thông tin các bác liên hệ với em qua số điện thoại trên 086 688 0998, kết bạn Zalo với em để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ, cũng như là gửi thêm ảnh cho tất cả các bác xem. Hôm nay em có một cặp dây tín hiệu rất là đẹp, và phải nói là đẹp hoàn hảo, gần như là 100%, gọi là 100% cũng được. Đến từ thương hiệu Isoc của Anh. Thương hiệu này thì em cũng đã chia sẻ và phục vụ rất nhiều các bác chơi rồi. Một cặp dây khá là lớn và đầu rắc cũng rất là lớn. Đời này là đời Gamma 1014 Gamma Audition 2 La Mã. Vỏ hộp vẫn còn rất là đẹp, và hộp trên hộp họ cũng có rất nhiều những cái thông tin để có thể đọc và tham khảo. Thì các bác mua, các bác về, các bác đọc và các bác tham khảo thêm. Phải nói rằng là rất hiếm khi có thể mua được những cái cặp dây dạng như vậy, và cũng không thấy hay có ở trên thị trường cái cặp dây này, bởi vì nó cũng là dòng cổ thôi, cũng không phải là sản xuất đời mới. Dây thì họ áp dụng với công nghệ Gamma. Cái công nghệ này thì vẫn đang được chờ để cấp bằng sáng chế nhé. Cái công nghệ này thì là gồm những cái lõi dây bên trong không phải được xoắn lại với nhau mà được tết, giúp cho dây đạt được nhiều những cái hiệu quả cao và đạt được cái sự ổn định, cũng như là âm thanh được hay nhất, được tốt nhất. Họ nói rất là nhiều. Cái phần đầu rắc thì là được tráng men. Các bác có thể thấy là đầu rắc họ làm rất là đẹp. Nói chung là những cái sản phẩm từ đời trước vẫn họ đem lại những cái cảm giác về cái trải nghiệm, cũng như là về cái chất lượng nó cao hơn. Em tháo một bên ra cho các bác nhìn đây. Phần rắc khá là lớn. Ổng đường kính của cái rắc này em nhớ không nhầm, em vừa đo nó là 14mm đường kính của cái rắc này nhá. Và đường kính của cái dây tín hiệu này là 8,5 thì phải, 8,5mm. Nói chung khá là to, dây còn rất là mới. Và công nghệ lõi là PCOFC. Và có cái hướng mũi tên. Dây màu xám lông chuột. Cặp dây rất là đẹp. Đầu rắc thì rất là tốt. Gần như là chưa cắm rút luôn. Bản thân em cũng chưa cắm. Có thể nói là mới 100%. Rất may mắn cho bác nào mà mua được một cặp dây này. Giá trị sưu tầm cũng rất là cao. Và chất lượng dây thì cũng rất là tuyệt rồi. Dây Anh chuẩn xịn. Tất nhiên là vẫn bảo hành xịn trọn đời cho các bác yên tâm chơi và trải nghiệm nhé. Các bác yên tâm rằng là những cái cặp dây như thế này để tìm được thì cũng không dễ gì và cũng không có đâu. Khá là hiếm. Isoc.co.uk Gamma Audition 2 La Mã, bản RCA ra RCA. Tiêu được những cái âm thừa. Dây âm thanh nghe gọn gàng, sạch sẽ, khả năng kiểm soát hiệu quả. Nói chung là chất Isoc thì rất là hay. Và giá thành nó cũng hợp ví nữa. Giá thành nó cũng bình dân. Đấy, các bác có thể thấy. Đây là cái tem của nó nhá. Nói chung là cặp dây đẹp, chả có gì để phải bàn nữa. Mới 100% rồi. Dây lớn. Giá em đọc xong thì có lẽ là các bác cảm thấy là quá hợp ví. Em chia sẻ cho các bác cặp này còn nguyên cả hộp. Hàng họ nói chung là chuẩn chỉ, zin đẹp, chuẩn xịn. Dây lớn, hoành tráng. Chất âm hay và yên tâm là 100% là xịn. Đến với em Hồng Anh mua thì không phải suy nghĩ, không phải lo nghĩ gì. Rất nhiều hàng chuẩn nhé. Và cam kết là dây xịn. Dù cuộc chơi các bác đầu tư bao nhiêu tiền, kể cả lên đến vài chục triệu hay là vài triệu hay vài trăm nghìn,
Nhưng việc đầu tiên là các bác phải mua được xịn đã. Kể cả các bác mua cái dây mười mấy triệu nhưng mà vẫn là dây không xịn. Xịn ở đây là như thế nào? Tức là hàng chuẩn xịn hãng, tên tuổi cụ thể rõ ràng, không phải là làm nhái thương hiệu hay là làm giả những cái dòng dây nổi tiếng. Thì kể cả các bác mua có đến vài chục triệu thì nó cũng vẫn, thì với em thì nó vẫn chưa có một cái tham chiếu cụ thể đâu. Còn tất nhiên là với trải nghiệm của mỗi người thì cái việc mỗi người đều có chịu trách nhiệm với lại cái cuộc chơi của mình, với cái túi tiền của mình. Bởi vậy là kể cả các bác có chơi bao nhiêu đi nữa thì đấy là việc của các bác. Nhưng mà với em thì em nghĩ rằng là trong âm thanh thì nên có một cái tham chiếu chuẩn mực nào đó để mình có thể dựa vào đấy. Để mình biết được rằng là mình cần thêm gì, bớt gì hay là như thế nào, vân vân. Tất nhiên nó cũng là cái ý kiến cá nhân của em thôi nhé. Còn em không thể nào mà em mang cái ý kiến cá nhân của em để bắt các bác là phải chơi theo thế nọ hay phải chơi theo thế kia, vân vân. Vì cuộc chơi nó là của mỗi người. Còn giá của cái cặp dây tín hiệu này em đang để chỉ có 2 triệu 800 nghìn thôi. Một mức giá quá tốt. Thật sự rằng là em cũng cân đối và cân nhắc rất kỹ để báo cho các bác chơi mức giá này. Không thể rẻ hơn mà cũng không thể tốt hơn được nữa. Bởi vậy rằng là các bác cần chơi, cần sưu tầm và cần lựa cho mình những cái sản phẩm tốt thì các bác gặp em Hồng Anh và liên hệ với em để được em tư vấn và hỗ trợ cho cái cuộc chơi được hiệu quả. Cái cặp dây mà còn nguyên hộp như này cũng là lần đầu tiên em mua được nhé. Còn để mà bảo là tìm được một cặp thứ hai như thế nữa Hồng Anh ơi thì có lẽ rằng là các bác rẻ em nhiều tiền chứ chắc em cũng đã mua được đâu. Bởi vì những cái dòng dây này bản thân bình thường sớt còn chẳng có ấy. Không ai bán ấy, thì làm sao mà mua nổi. Ok, rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Hồng Anh trong cái clip này.